Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với VN360. Hiện tại mình đang đứng ở một địa điểm trên trục đường Hà Nội Hưng Yên, Hưng Yên Hà Nội. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi dạo qua một vòng các địa điểm để xem các loại cây cảnh chơi Tết năm nay như thế nào nhé. Nào, chúng ta bắt đầu đi thôi. Let's go. Đầu tiên là mình sẽ dẫn các bạn đến một vườn hoa đào rất là đẹp các bạn ạ. Địa điểm bán hoa đào này rất là nhiều các loại đào thế các bạn nhé, rất nhiều các loại đào thế, gốc rất là to, cây tuy không to nhưng mà cái gốc của nó rất là to và hoa rất là đẹp, rất nhiều hoa, nhiều nụ, nhiều lộc lá. Đấy, mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem một cây này. Đây, cả một bãi trưng bày và bán rất là nhiều cây đào thế các bạn nhé. Ở đây chủ yếu là bán cây đào thế các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Wow, rất là tuyệt vời. Mình sẽ đi sâu ở bên trong, khách đến mua cũng rất là nhiều các bạn nhé, đến mua, đến tham quan cũng rất là nhiều. Đây, các cây đào thế tuy nó nhỏ nhỏ nhưng mà gốc của nó rất là to và rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, rất nhiều cây nha, nhiều cây đẹp nha, quá đẹp luôn. Gốc to trông có vẻ rất già rồi. Đấy, cả một bãi trưng bày và bán toàn đào thế, rất là đẹp. Cái giá cái đào này như nào em? Giá đào này 900 một triệu một cây. Trung bình vậy. Trung bình tầm 900 tám tám trăm đến khoảng hơn 1 triệu một cây. Đúng rồi. Đẹp, cái loại đẹp này. Thế còn cái lô bên này không? Quá là đẹp luôn. Đấy, cái hàng cây khu chỗ này toàn là đào rất là đẹp các bạn, để trong nhà thì cực đẹp luôn. Với những cây đào thế như này các bạn để trong nhà thì cực kỳ đẹp, gốc đào rất là to và lâu năm đấy các bạn. Thời tiết hôm nay rất là đẹp. Đây, đẹp quá trời luôn các bạn ạ. Wow. Trước khi mình vào địa điểm này thì đã có rất là nhiều các cô, các chú, các anh, các chị đi ô tô qua đây đỗ xuống xem và mua các bạn nhé. Bây giờ thì cũng vẫn vãn người rồi các bạn này. Đấy, mình sẽ quay chi tiết một cái gốc. Một cái gốc này nó tuy nó không bằng các gốc khác nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Nói chung ở đây rất nhiều cây đào thế đẹp các bạn. Đi để bán đào này nằm trên trục đường Hà Nội Hưng Yên các bạn nhé. Hà Nội Hưng Yên, Hưng Yên Hà Nội. Và chúng ta bắt đầu đi sang một điểm khác. Đó là địa điểm bán mai. Rất là nhiều mai, các cây mai rất là đẹp các bạn nhé. Hôm nay mai rất đẹp. Đấy, thông thường mai thì ở miền Bắc mình, ngoài Bắc này rất là khó trồng do thời tiết không hợp, nên đa phần các nhà buôn phải chuyển từ trong miền Nam ra các bạn ạ. Cực kỳ đẹp luôn nhé các bạn nhé. Rất nhiều cái mai đẹp. Rất là đẹp.
quý vị và các bạn mà có điều kiện thì sẽ nên sắm một cây đào thế nhỏ nhỏ và vừa và một chậu mai vàng rất là đẹp để trong nhà thì quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Mình sẽ quay gần một cây cho các bạn xem. Chú các anh các chị đang đến đây hỏi mua các bạn ạ. Đây, quay từ dưới lên trên gần một cây cho các bạn xem, quá là đẹp luôn. Rất là đẹp, thế cũng rất là đẹp. Cây này gốc rất đẹp, thế rất đẹp, rất nhiều hoa, nhiều nụ các bạn nhé. Đấy, rất nhiều hoa, nhiều nụ nhé. Ui dồi, rất là nhiều nọc các bạn. Phía trên rất nhiều nọc, nọc non. Cái điểm này nằm ở ngay dưới biển của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới các bạn nhé. Một số các anh đang xe vào hỏi mua đấy các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Đây là cái mai cúc đấy các bạn, quá đẹp luôn. Ok, rồi mình tiếp tục đi nào, đến một địa điểm khác nào. Thưa quý vị và các bạn, đây là một địa điểm bán cam cảnh, các cây cam cảnh to đẹp nhé các bạn nhé. Những cây cam cảnh này thường nó sẽ cao khoảng hơn 2 mét đấy các bạn ạ. Còn bề ngang của nó khoảng 1,5 mét, 1 mét, bề ngang của nó khoảng 1 mét, hơn 1 mét các bạn. Còn chiều cao và tính cả chậu, nó phải đến hơn 2 mét. Rất là nhiều quả, sai chút xíu luôn các bạn ạ. Cam cảnh rất là đẹp nha. Đây là cây cam cảnh các bạn nhé. Quả cam cảnh này các bạn có thể ăn được. Chơi xong Tết này các bạn có thể ăn được. Đấy, mình sẽ đi xuống mấy cây phía dưới quay cho các bạn xem. Mấy cây phía dưới có 4 cây cũng rất là đẹp các bạn. 4 cây phía dưới cũng rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, được uốn, được cắt tỉa rất gọn gàng. Quả rất là nhiều. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Đây, quay bao quát cho các bạn xem. Con đường này các bạn nếu mà đi từ Hà Nội thì về Hưng Yên thì các bạn sẽ đi ngang qua khu đô thị Eco Park các bạn nhé. Từ cầu Thanh Trì các bạn. Từ cầu Thanh Trì các bạn sẽ đi thẳng qua Eco Park khoảng 8-9 cây thì các bạn sẽ đến được địa điểm này. Ok, chúng ta chuẩn bị tiếp tục đi đến một địa điểm khác nữa nào. Mình sẽ dẫn các bạn đi đến một địa điểm bán cây cảnh khác nữa dọc trên đường Hà Nội Hưng Yên.
đầy một địa điểm bán các loại cây cảnh nhỏ nhỏ các bạn ạ. Đấy. Các cây hoa này là giá bao nhiêu? Các chậu hoa hồng nhỏ nhỏ rất xinh xắn các bạn nhé. Hoa rất đẹp và rất là tươi. Và có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Các bạn có thể lựa chọn màu mà các bạn thích để làm cây ớt cảnh bi các bạn nhé. Cái cảnh nhỏ này các bạn để trong chậu và để trên bàn thì rất là đẹp. Dọc đường Hà Nội về Hưng Yên, hai bên đường rất là nhiều các địa điểm bán cây cảnh chơi Tết các bạn ạ. Đấy, đây là những cây táo nha các bạn nhé. Đây là bên trong thùng xe chở cây các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Tết năm nay các loại cây cảnh chơi Tết rất đa dạng và phong phú với các mức giá khác nhau tùy sở thích của quý vị các bạn. Quý vị các bạn tha hồ lựa chọn những cây cảnh chơi Tết mà mình thích, mình ưng ý. Phía rất xa có rất là nhiều các chị và quý khách đang đến mua. Rất đẹp các bạn ạ. Ok, thời lượng video của mình đã sắp hết. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, like và chia sẻ giúp cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Bye bye.